Thương Ngày Nắng Về hé lộ hình ảnh nóng hổi của phần 2, Vân Vân và Đông Phong Thành cặp đôi tình bể bình, bà Nhung nhận ra Vân Trang là con gái ruột. Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Bùi Tiến Huy cùng hai diễn viên Ngọc Huyền và Doãn Quốc Đam đã đăng tải một số hình ảnh hậu trường cảnh quay phần 2 Thương Ngày Nắng Về. Theo hình ảnh mà những người này tiết lộ, người xem dự đoán bà Kim Nhung sẽ nhận ra Vân Trang là con gái ruột và đến nhà tìm gặp bà Nga. Cùng với đó, chuyện tình của cặp đôi Vân Vân và Đông Phong sẽ tiến triển một bước dài. Trước đó, các diễn viên như Phan Minh Huyền, Lan Phương, Đình Tú cũng đồng loạt đăng tải ảnh hậu trường khai máy đầu năm khiến fan của Thương Ngày Nắng Về đứng ngồi không yên. Phần 2 của bộ phim dự kiến lên sóng vào tháng 4 tới.